Hey, chào bà con và các bạn nha. Chào mừng bà con các bạn đến với kênh Tâm Phúc Vlog của mình, kênh chuyên mua bán bò và chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi bò. Thì hôm nay thì mình không có làm video bán bò nha bà con, thì mình sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm về cái phát hiện thai kỳ, xin lỗi là phát hiện con bò vô tinh có thai không bằng một cách sớm nhất, thay vì bà con đợi tới 3 tháng thì bà con kêu thú y. Cái này hôm nay thì mình cũng mới vừa tìm tòi học hỏi trên mạng, thì mình thấy hiện nay trên mạng nó có bán một cái que thử thai nha bà con. Cái que thử thai này chuyên dùng cho bò, nhưng mà thực sự là que thử thai này trên thị trường là của nước ngoài sản xuất, đó là nước Trung Quốc nha. Thì nó cũng bán trôi nổi rất là nhiều loại chứ không phải là một loại. Thì giá cả thì mình thấy nó bán mười mấy ngàn, 20 ngàn cũng có. Nhưng mà cái loại mình đây thì mình mua là mình đầu tư 80 ngàn. 80 ngàn nha bà con. 80 ngàn là bao luôn tiền ship về tới nhà nha. Thì cái que là 65 ngàn. Thì mình thực sự là mình không có nuôi bò nái, nhưng mà nhiều bà con cũng hỏi mình là làm thế nào để phát hiện bò có thai. Thì thực sự thì mình cũng thấy người ta chỉ dùng phương pháp là thử thai bằng cái cách là mấy thú y mà người ta vô tinh á, người ta thử bằng tay thôi. Và một số nơi thì người ta có máy dụng cụ thiết bị như là siêu âm, thì ở quê mình thì không có, mà không phải nơi nào cũng có vậy. Thì hôm nay mình sẽ mượn một cái con bò của cái ông anh bạn ở gần, mới vừa vô tinh khoảng 22 ngày. Thì hôm nay mình ra mình test thử coi nó có hiệu quả hay không. Nếu có hiệu quả thì sau này thì bà con có thể sử dụng. Bây giờ mình mời bà con đi ra cái chuồng bò của cái ông anh bạn mình bà con nha. Thì hồi đó giờ bà con thì nuôi bò thì muốn biết bò có thai thì trừ khi là mình khám mới biết thôi nha bà con, hoặc là có thai lớn thì mình mới nhìn thấy được thôi. Thì bây giờ hôm nay mình cũng tìm tòi học hỏi trên mà mạng này kia, thì mình thấy bây giờ nó có bán cái loại mà que thử thai để phát hiện con bò mình nó có thai sớm. Thì cái que thử thai này thì nó cũng rất là rẻ chứ không có mắc nha. Thì que thử thai này thì của Trung Quốc sản xuất đó. Thì một cái vậy thì nó khoảng 65 cho đến 80 nghìn tùy nó bán nha bà con. Thì để mình test thử, hôm nay mình làm cái video này để mình test thử, mai mốt nào có hiệu quả thì mình sẽ làm cái video thứ hai cho bà con xem nha. Thì về cái cách thử thai thì mình cũng dùng nước tiểu của con bò, nhưng mà con bò mình lấy nước tiểu nó chỉ có 2 giai đoạn thôi nha, 2 giai đoạn để mình thử nó cho kết quả cho chính xác. Mà theo bên bán hàng thì người ta nói là tới 95%. Thì giai đoạn thứ nhất là từ 20 đến 24 ngày sau khi phối, và cái giai đoạn thứ hai là từ 40 đến 43 ngày sau khi phối. Thì nó cũng giống như cái que thứ hai của người. Thì khi thử thai thì mình sử dụng nước tiểu nhiễu vào que thứ hai, thì nó cũng hiển thị 2 vạch thì báo hiệu là bò đã mang thai. Còn nếu 1 vạch thì báo hiệu bò mình chưa mang thai. Thì hôm nay mình có ghé nhà anh bạn của mình thì cũng nuôi rất là nhiều bò sinh sản đó. Thì mình thấy con bò này ảnh có giống hôm 14 tháng 3 âm lịch của mình nha, 14 tháng 3 âm lịch năm 2021. Thì bữa nay mình có mặt tại chuồng của anh để ghi hình, là bữa nay là ngày mùng 6 tháng 4 đó. Thì bò cũng 22 ngày hay gì đó bà con, thì mình tính nhẩm khoảng 22 ngày. Thì hôm qua mình tính mình làm, nhưng mà bởi vì cái que nó nói là từ 20 đến 24 ngày, thì mình làm cái khoảng giữa cho nó chắc ăn chút. Đó, nhiều khi khó giống vô rồi nó lên thai, nó mang thai sớm, nó thụ thai sớm hoặc muộn thì mình cũng làm sớm. Nếu mình làm 20 ngày nhiều khi nó không chắc ăn. Thành ra đây cũng có lần đầu tiên thì mình test, thì mình muốn nó cho kết quả nhanh nhất và hiệu quả nhất, để sau này những cái bà con nào muốn phát hiện con bò mình có thai sớm hay không, để mà có thể áp dụng theo mà làm. Thì hôm nay 22 ngày rồi,
Thì bây giờ mình lấy nước tiểu để mình test thử. Rồi nếu mà nó, ví dụ như mà nó có thai hay không thì nó báo kết quả, rồi vài tháng sau thì mình tiếp tục mình làm cái video mình công bố kết quả, là khẳng định là cái que này nó có hiệu quả 95% như nhà sản xuất nói hay không. Thì bà con nào đang nuôi bò nái, nếu mà chưa đăng ký kênh mình á, thì đăng ký kênh thứ nhất trước tiên là ủng hộ cái kênh của mình, và sau đó thì tiện theo dõi những cái video tiếp theo, cũng như là biết về cái kết quả cái lần của cái que thứ hai này nó có hiệu quả hay không. Rồi cái kênh mình thì cũng như là chuyên buôn bán bò, rồi cũng có lâu lâu cũng có chia sẻ một vài kinh nghiệm để trong vấn đề mà chăn nuôi bò. Rồi ốm gì đâu. Cũng kiếm một cái. Anh Trinh thì nào đi đây lên. Để tôi quay lại cái này nè. Cái này mình nhiễu nước tiểu vô đây nha bà con. À. Nhiễu nhiễu vô con mây nè. Giờ mình khui cái que ra nha bà con. Ôi giời. Thì cái que này thì thực sự chiều nay mình không có thử được, lý do là trời thì đã tối rồi nhưng mà không có hứng được nước tiểu của con bò. Thành ra mình gửi lại cái anh bạn của mình á, thì để cho anh thử nha. Nhưng mà vì cái lý do là cái máy của ảnh á thì quay nó không có được sáng hung, thành ra thì nó hơi mờ mờ. Thì bà con thì xem thông cảm nha. Thì anh cũng lấy anh nhiễu ngay chân cái vị trí của cái que mà nó có cái chỗ mình hướng dẫn mình nhiễu á. Thì ảnh xong rồi ảnh gửi lại qua Zalo của mình, thì đó ảnh đang test đó. Thì ảnh nhiễu vào thì bắt đầu nó có cái màu hồng nó chạy lên đó, nó chạy lên hết cái cây này á, thì sau đó thì nó mới cái hiển thị mấy vạch nha đó. Thì bà con xem rồi đọc kết quả với mình nha. Thì đợi khoảng 10 đến 15 phút á thì nó mới có kết quả nha bà con. Thì còn ráng đợi chút xíu. Nhưng mà mình không có để tốn thời gian tới 10 15 phút đâu. Đó, nó chạy lên một màu. Thì đây là cái kết quả sau khi mình test đó, thì nói chung con bò này nó chỉ có một vạch thôi nha bà con. Nó chỉ có một vạch thôi. Thì chứng tỏ là con bò này không mang thai. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng không có khẳng định như vậy, vì đây là cái lần đầu tiên mình test thử đó. Thì bây giờ mình cũng phải đợi là khoảng 3 tháng nữa thì để mình kêu thú y mình khám. Nếu con bò này mang thai á thì cái que này nó là không có hiệu quả, và ngược lại nha. Thì bà con nào chưa đăng ký kênh mình á thì đăng ký kênh ủng hộ mình, rồi khoảng 3 tháng sau thì mình sẽ làm một cái video là báo cáo cái kết quả là cái que này nó có chính xác là 95% như cái nhà bán hàng người ta nói không. Rồi lúc đó bà con á thì hãy mua sử dụng nha. Thì cái này bà con thấy nó có một cái lỗ tròn tròn đây, nó sẽ kèm theo cái que nó có một cái ống nhựa. Thì mình chỉ hút nước tiểu chừng khoảng 2 giọt mình nhiễu vào đây. Thì khoảng 10 phút sau thì nó một đường màu đỏ màu hồng nó chạy ngược lên xuống đây, nó đầy cái này. Thì nếu nó bò có thai thì nó sẽ hiển thị đây một vạch, và trên đây một vạch nữa. Còn như con bò này nó hiển thị nó cho kết quả là không có mang thai. Thì đợi một thời gian sau thì mình sẽ khoảng 3 tháng sau mình sẽ làm một cái video tiếp tục để mình khẳng định là cái video này, có xin lỗi là cái que này nó có hiệu quả hay không nha. Thì bây giờ thì mình xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo nha. Thì bà con nào muốn test thử bò thì muốn mua thì cứ alo mình để lại số điện thoại, rồi mình nói nhỏ em này nó bán que cho bà con, chứ mình thì cũng không có bán nha. Thì que thì giao tới nhà là 80.000 một que nha. Xin chào bà con nha.